đình tài tử phiên bản tài năng tổng hợp. Rất vui gặp lại quý vị trong thời gian rất quen thuộc của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những gia đình để họ chinh phục thử thách, nhận lấy giải thưởng là 10 triệu đồng. Không biết rằng thử thách đó có được chinh phục hay không? Chúng ta chờ xem. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Xuân Nghị sẽ đưa quý vị và các bạn đến với nhà của anh Phúc và chị Xuân tại phường An Phú Đông, quận 12. Và hãy xem chương trình sẽ đem lại cái thử thách gì cho gia đình nha. Rồi, chào cả nhà. Gia đình mà chương trình ghé thăm tuần này là gia đình anh Đỗ Minh Phúc, 31 tuổi, tài xế. Vợ anh Phúc là chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Ngoài công việc nội trợ, chị còn tranh thủ kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Mẹ chị Xuân là bác Nguyễn Thị Tám, 69 tuổi, công việc chính là trông chừng cháu ngoại. Còn anh chàng với hàm răng trống trơn này chính là con của anh Phúc và chị Xuân, cậu bé Đỗ Thế Danh, với sở trường là leo cầu thang và phi xe đạp. Thành viên còn lại của gia đình là các cháu của anh Phúc, hai chàng trai khéo léo và tháo vát Phan Khắc Vũ và Nguyễn Thế Thiên. Và đây, em sẽ đưa cho gia đình cái thử thách. Cái thử thách này, thử thách xếp và giữ thăng bằng cầu ly. Gia đình chọn hai thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian quy định 70 giây, hai người chơi cùng lúc phải thực hiện việc xếp chồng 10 ly nhựa, mỗi bên 5 ly lên trên hai đầu của thanh gỗ, vừa phải giữ được thăng bằng thanh gỗ này. Sau khi xếp xong, cầu ly phải giữ vững trong thời gian 3 giây thì được công nhận chiến thắng. Vâng, đây là cái đạo cụ của thử thách của gia đình. Gia đình mình thì sẽ cử ai ra để mà thử chơi cái thử thách này. Luật chơi đã rõ, gia đình nhanh chóng bắt tay vào thực hiện thử thách. Và giám sát viên đặc biệt của gia đình chính là... Hai người phải cùng lúc. Cùng lúc. Hay rồi, hay rồi. Con đồng với bích á. Còn cái vị trí này cũng quan trọng nữa nè. Có vẻ vị giám sát viên này không hài lòng rồi. Phải đích thân ra tay thôi. Quá giỏi rồi, hay quá. Tuyệt vời. Tiếp. Từ. Rồi, đứng lên đây luôn. Để cho đầm nó. Hay hay. Từ từ nhẹ nhàng. À, từ từ. Và kết quả là thành công ngoài mong đợi. À, cái này chân tuy nhiên. Thấy chưa? Coi như là cái phần đem lại thử thách của gia đình là trách nhiệm của em tới đây là hết rồi. Từ bây giờ cho tới một tuần sau, chúc cho gia đình là sẽ thành công và sẽ lấy được phần thưởng của chương trình. 1, 2, 3. Yeah. Chào đón gia đình ngày hôm nay, xin mời. Chào đón gia đình anh Đỗ Minh Phúc đến với gia đình đệ tử ngày hôm nay. Chị làm nghề gì? Dạ, nội trợ với nhà buôn bán anh. Còn anh Phúc? Em chạy xe ben. Anh chạy xe ben được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, nay được 11 năm. 11 năm rồi anh hả? Dạ. Những kinh nghiệm nào để anh cầm lái cho để an toàn khi mà tham gia giao thông? Cái kinh nghiệm là lúc mình chạy mình phải quan sát thật kỹ. Khi mình vô cua hay ra cua hay về vô hay vào lời. Đó là cái kinh nghiệm. Rồi, cho chú Quỳnh Linh hỏi con nè. Hôm nay con Linh đến đây làm cái gì? Con chưa biết nữa. Sao... Hỏi mẹ con á. Xong để sao mà hàng tiền đạo râu rụng hết trơn rồi. Tiền đạo râu rụng hết trơn rồi. Tiền đạo... Ở trên tàu hang té xuống. Té từ cầu thang xuống. Té gãy hết răng luôn vậy đó hả? Không, gãy ra chằn lên trên à. Bây giờ hát bài tặng cho mọi người đi nè. Là cầm video nè. Mạnh dạn lên. Bài gì? Bắc Kim Hoàng. Rồi, hát lớn lên. Bắc Kim Hoàng, cà lan bi gà, cọp ba gà, gà kèo qua cọp. Chú ban dầu qua cầu mà té, chú ban ếch nó lại làm chi. Em tại nhà làm gì? Dạ, hiện tại thì em vừa phục vụ quân đội về. À, vừa mới đi phục vụ quân đội về. Dạ. Quân hàm là gì? Dạ, em trung sĩ ạ. Trung sĩ hả? Rồi giờ về định làm gì? Dạ, thời gian hiện tại thì em đang đi học để củng cố lại kiến thức rồi chuẩn bị cho kỳ đi làm tới nó tốt hơn ạ.
Rồi, cảm ơn gia đình rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chinh phục thử thách để xem có nhận được 10 triệu hay không nhé. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ xem lại hình ảnh 7 ngày qua gia đình luyện tập như thế nào. Hào hứng bắt tay vào luyện tập, chị Xuân và bác Tám ngay lập tức bị chuyên gia xếp ly phê bình. Và giờ là lúc chuyên gia xếp ly 5 tuổi trổ tài. Vì chiều cao của chuyên gia có giới hạn nên phải ngồi cả lên bàn thế này. Tuy nhiên, chuyên gia cũng chỉ dừng lại ở mốc 4 ly mà thôi. Bước sang ngày thứ hai, không khí luyện tập vô cùng tập trung và căng thẳng. Căng thẳng là vậy, thế nhưng vẫn có những lúc mất tập trung khi có khách đến nhà. Tuy nhiên, việc tập luyện vẫn là ưu tiên hàng đầu, đến mức mà khách đến nhà cũng không ai tiếp khách. Hôm nay, chuyên gia xếp ly được giao trọng trách quay phim. Tuy nhiên, anh chàng chẳng hào hứng lắm với công việc này thì phải. Bước sang ngày luyện tập thứ 5, gia đình vẫn chưa thể thành công với thử thách của chương trình. Không khí luyện tập vô cùng ráo riết. Liên tục thất bại, nhưng tất cả các thành viên đều vô cùng quyết tâm. Thế nên, dù đã gần nửa đêm, nhưng không ai có ý định đi ngủ cả. Dù vậy thì, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chiến binh kiên nhẫn nhất. Đồng vợ đồng chồng, liệu anh Phúc và chị Xuân có làm nên kỳ tích không đây? Luyện tập trong yên lặng thế này có vẻ cũng là cách hâm nóng tình cảm vợ chồng khá hữu hiệu. Trong lúc đó thì chuyên gia xếp ly 5 tuổi đang ngủ để dưỡng sức. Ngày quyết định đã gần kề, số lần thất bại áp đảo số lần thành công. Tuy vậy thì chuyên gia xếp ly của gia đình vẫn rất tự tin. Bây giờ ở nhà mình ai tập dở nhất? Có tập tàu là dở nhất thôi. Ai tập xuất sắc nhất? Không có nói đầu mà, anh hai với mẹ. Giờ chọn hai người đi thi, coi cho ai đi thi. Một tuần luyện tập với đầy ắp những tiếng cười vui, những giờ phút quay quần, cả những phút giây thầm nóng tình cảm. Thế nhưng, liệu gia đình có vượt qua được thử thách của chương trình? Thấy không vẻ rối quá hả? Hình như là con trai tập sung nhất đúng không? Dạ. Thấy có khả năng là chiếm được 10 triệu không? Dạ, nhà tập cũng được cỡ chừng 30-40% mà. Mình canh cái thanh gỗ á anh, nó rất là khó. Thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị đón chờ thử thách. Thử thách xếp và giữ thăng bằng cầu ly. Gia đình chọn hai thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian quy định 1 phút 10 giây, hai người chơi cùng lúc phải thực hiện việc xếp chồng 10 ly nhựa, mỗi bên là 5 ly, lên hai đầu thanh gỗ. Vừa phải giữ được thăng bằng thanh gỗ này, sau khi xếp xong, cầu ly phải giữ vững trong thời gian là 3 giây thì công nhận chiến thắng. Hôm nay gia đình sẽ cử hai thành viên để chinh phục thử thách. Ai sẽ là người chinh phục đâu? Xin mời. Là em với Vũ ạ. Rồi, xin mời Vũ và chị. Em trai, có người yêu chưa em? Dạ, em đang tìm kiếm anh ạ. Em có thích đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ, được tham gia chương trình thì em rất là vui. Hai cô cháu nói gì với nhau đi, động viên tinh thần nhau đi.
Út làm từ từ thôi nha, để không nó rớt đó. Xin mời gia đình hãy động viên thành viên của mình. Mẹ ơi, cố lên. Sưng ơi, 10 triệu nha con, 10 triệu con ơi. Dạ, cố gắng hết sức ạ. Cố gắng nha con. Dạ. Đạt với vợ gác làm nha. Được giải về chồng hưởng cho. Thưởng gì vậy anh? Nếu được giải thì anh thưởng gì? Nếu được giải là vợ muốn về chồng hưởng hết. Muốn thêm đứa con nữa được không? Chắc được. Rồi, bây giờ hai cô cháu sẵn sàng chưa? Dạ. Chỉnh chưa con, chỉnh đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thử thách. 3, 2, 1, bắt đầu. 10 triệu hay là 1 triệu? 70 giây để thực hiện sự cân bằng giữa 10 cái ly. Được 3 cái ly. Mình còn 32 giây nữa. Wow. Con trai chị đang rất căng thẳng. Mỗi bên 4 cái. Và cái này để canh nha. Mình còn 15 giây. Còn 7 giây, 6, 5, 4, 3, 2. Không được rồi. Rất tiếc, như vậy là hai bạn đã không vượt qua thử thách của chương trình. Xin mời trở về vị trí ạ. Như vậy là gia đình đã không vượt qua thử thách rồi. Con có thấy buồn không con, trai? Dạ buồn. Buồn gì kỳ vậy? Bây giờ gia đình mình vẫn còn 1 triệu đồng. Con thấy vui không? Dạ vui. Chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng. Cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Em cũng gia đình em cũng cảm ơn chương trình rất nhiều. Rất tiếc thưa quý vị, chỉ một vài giây thôi. Nếu như gia đình cố gắng chút xíu nữa thì có lẽ chúng ta sẽ giữ được thăng bằng, và thăng bằng đó sẽ giúp gia đình có được 10 triệu đồng. Nhưng mà không phải dễ đâu quý vị, chỉ cần lơ làm chút xíu thôi. Đó là những kinh nghiệm mà có thể những gia đình sau sẽ rút ra để chúng ta chinh phục được thử thách. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình để tiếp tục với gia đình nào đây. Anh Vinh ơi. Rồi, có mặt, có mặt. Dạ, có mặt. Chào anh. Ngày hôm nay, thử thách của gia đình tài tử sẽ cập bến đến nhà của trưởng đoàn Hoàng Lê Vinh, một người đàn ông cực kỳ khéo léo với nhiều tài lẻ và sở thích đặc biệt, luôn quán xuyến mọi việc trong nhà và là cánh tay đắc lực cho con cái là cô Võ Thị Ngọc Nhung, mẹ vợ anh Vinh, và là mẹ ruột của chị Huỳnh Thị Ngọc Nghĩa, vợ của anh Vinh. Thành quả sau 6 năm góp gạo thổi cơm chung một nhà của anh Vinh, chị Nghĩa chính là sự ra đời của bé An Khang, 5 tuổi, và bé Ngọc Quyên. Luôn gắn bó với gia đình của anh Vinh trong mọi hoạt động là bà ngoại Nguyễn Thị Hồng, 85 tuổi, và cô Huỳnh Thị Ngọc Ánh. Được biết là anh cũng rất là có tài. Có thể kể cho em một số cái mà anh thường hay làm. Đây nè, cái chậu mai này là mình tự tay mình làm. Wow. Thiệt là tự tay anh làm không vậy? Đúng rồi, tự tay làm. Hàng Việt Nam chắc chắn. Chị có giúp không? Cái hoa đèn như thế này. Có một lần vô tình người bạn chỉ mình làm sơ sơ, hôm về mình tự nghiên cứu mình làm. Em phải qua bái anh làm sư phụ quá. Rồi còn gì nữa anh? Còn theo tranh nữa. Theo tranh nữa? Em được biết như là anh có thích đi chơi một cái môn thể thao nào đúng không? À, thích đi câu cá, bẫy chim về giải trí vậy thôi. Con cá mà to nhất mà anh câu được là bao nhiêu ký nè? Khoảng 4-5 ký, con cá cha thì khoảng 4-5 ký. Lần này mà em tới đây sẽ đưa ra những dự kiện. Đây. Có nước suối rồi, bạn nào lấy nước suối bỏ vô. Rồi, anh Vinh đoán được đây là thử thách gì không ạ? Chắc có lẽ là lấy cái banh làm sao mà bỏ vô trong ly. Hỏi hay là bằng cách nào đó là trái banh nó vô trong ly mà không sử dụng tay. Hay là cho nó tưng cho trái banh nó rớt vô ly. À, có nghĩa là phang vậy để cho nó tưng vô ly đúng không ạ? Cũng là một ý kiến rất là hay. Đây ạ. Ba loại cây thước, có lẽ là mình chọn một trong ba thứ để mình làm. Cây thước kia kìa.
phải không? Cây thước đó đó. Cây thước này thì nó có lõm, còn cái cây thước này nó không có cái lõm. Và đây là thử thách dành cho gia đình của mình. Thử thách di chuyển bóng bàn bằng thước dây kéo. Trong thời gian 1 phút 30 giây, người chơi phải di chuyển được 3 quả bóng bàn trên thước dây, sao cho 3 quả bóng rơi vào 3 ly thủy tinh là chiến thắng. Chiều dài thước dây cố định là 2,5m. Lưu ý, khi bóng đã được đặt vào thước, người chơi chỉ sử dụng một tay cầm thước để điều khiển thước sao cho bóng di chuyển vào ly. Rồi, anh có muốn thử không? Thử, thử. 3, 2, 1, bắt đầu. Cầu cá có khác nha. Xuống. Ồ. Oh. Làm 20 giây nữa thôi. Cố lên. 20 giây mà 3 quả. Cố lên, cố lên. Yeah. 4, 2, 1, 2. Gia đình mình sẽ có một tuần tập luyện. 1, 2, 3. Tôi phải nói là rất là vui khi mà nhìn thấy thử thách của ban tổ chức đưa ra rất là nhiều cái thử thách thú vị. Đây là một trong thử thách mà tôi nghĩ rằng nhiều người có thể thực hành ngay tại nhà và làm đó là một cái trò chơi giải trí. Chứ nếu như bây giờ cứ tập trung mình chơi game hoài thì nó mờ con mắt ha. Cho trẻ em chơi những trò chơi này thú vị lắm quý vị. Hôm nay thử thách đó với gia đình Hoàng Lê Vinh có thực hiện được không? Chúng ta chờ xem. Còn bây giờ họ sẽ bước ra sân khấu. Xin chào đón gia đình anh Hoàng Lê Vinh. Chào cả nhà, chào anh Vinh. Dạ, chào anh Quyền Linh. Anh đang làm nghề gì anh Vinh? Đang làm kỹ thuật, mình làm trong BBC Phong Phú á. Con chị làm nghề gì? Dạ, em làm bên công ty trách nhiệm hữu hạn Vichen thiết kế giày. Thiết kế giày? Dạ. Trong thiết kế trang phục và thiết kế giày. Dạ. Hai người cùng hợp lại thiết kế con. Thiết kế được hai đứa nè. Hai đứa ha, dạ. Dễ thương quá. Hả? Cô là gì của anh Vinh? Bà ngoại. Bà ngoại hả? Dạ, bà ngoại. Bà ngoại quê ở đâu? Quê ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn? Ở thôi. Dạ. Ngoại có hay xem chương trình truyền hình không? Tuần nào cũng xem hết. Ngoại thích chương trình nào? Thích gì? Hẹn hò. Hẹn hò. Hẹn hò vui ngoại? Vui lắm á. Dạ. Vui. Ngoại bữa cũng nào? Làm ơn cho mấy người ta có đôi còn vui lắm. Dạ. Bữa nào ngoại lên chương trình nó được không? Dạ rồi, hẹn hò với ai thì hẹn xuống lỗ á. Mà tôi nói cho Quỳnh Linh nghe nè. Dạ. Ở ngoài trong TV á thì coi không rõ, mà giờ lên đây thấy rõ mà còn trẻ lắm nha. Còn trẻ lắm. Cảm ơn ngoại nha. Vậy lên TV mà coi hoài à. Cái phôi show nào tôi cũng coi hết mà thấy không có rõ, mà giờ lên đây thấy rõ. Tại ông mới quay mà phim quay dở á ngoại. Không phải đâu. Quay không có nét. Gia đình em trong đây là 4 thế hệ. Cố rồi cháu rồi mẹ rồi bà ngoại. Tứ đại đồng đường á đúng không? Dạ. Quá dữ, chúng ta vui quá ta. Vui quá, cho tứ đại đồng đường một tràng pháo tay luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với 7 ngày luyện tập của gia đình anh Vinh. Sau khi sứ giả ra về, hai cha con anh Vinh lao ngay vào việc luyện tập. Không khí tập luyện trông thật nghiêm túc, nhưng vẫn chưa đưa được trái bóng nào vào ly. Hôm sau, hai cổ động viên được triệu tập gấp để lên ghe cóc tinh thần cho anh Vinh. Thế nhưng vẫn thất bại. Và khi phụ nữ ra tay thì vào được một trái. Buổi sáng của hai cha con anh Vinh bắt đầu bằng trò chơi chuyền banh trên thước. Và liệu tình hình có khả quan hơn chăng? Tập luyện mà có những cổ động viên lão thành dày dặn kinh nghiệm như thế này thì liệu anh Vinh có thành công? Vậy cho Vinh nhanh lắm,
Thế nhưng với kiểu điều khiển thước theo kiểu trên trời thế này thì chắc là không có trái bóng nào vào nổi cái ly là phải. Ở đây mình giữ được cái ly này khó. Để lên 1 phút 4 giây rồi. Và ngay lập tức đổi sang phương thức tập luyện với chiều cao tương đối thì có vẻ khả quan hơn. Nhưng vấn đề còn lại là thời gian. Nhận thấy tình hình luyện tập không mấy khả quan, hai bộ lão trong nhà quyết định cho anh Vinh lời khuyên nhằm giúp thử thách đi đúng hướng. Kèm xuống ra vậy, đừng để cho nó sắp, để cho nó thẳng luôn. Kèm xong là gần tới cái banh nó chạy gần tới cái ly rồi phải từ cho nó xuống. Nhưng mà nó chạy lè quá nó lọt không. Thậm chí các bà còn trở thành những trợ lý cầm banh kim cổ động viên bất đắc dĩ như thế này. Và anh Vinh đã không phủ lòng các bộ lão trong nhà khi mà điều gì đến đã đến. Trước ngày quyết định, anh Vinh và con trai quyết định đi câu cá để thư giãn đầu óc, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Có vẻ việc cầm cần câu lâu năm đã trở thành lợi thế giúp anh tìm ra bí quyết điều khiển được cây thước của chương trình. Bên cạnh đó, sự sáng tạo trong phương thức tập luyện như thế này đã giúp cho anh Vinh tìm đến thành công như mong đợi. Gia đình tài tử, cụm từ thân thuộc gắn bó với anh Vinh và gia đình trong suốt 7 ngày qua đem đến vô vàn những khó khăn, nụ cười và sự trải nghiệm tuyệt vời. Thì một thử thách cũng rất là khó. Tôi thấy rằng mấy ngày đầu anh Vinh tập không có được, nhưng mấy ngày sau thì bóng nó vào hơi nhiều hơn. Anh có tìm ra một bí quyết nào không? Ban đầu thì cầm cây thước nó cũng chật vật lắm, cây mình cầm nó cũng không có quen, nó rớt lên rớt xuống, cái mà cứ suy nghĩ hoài sao mình kèm được cái cây thước cho nó không gãy nữa. Suy nghĩ tiếp để coi điều khiển sao, cứ cho cái banh nó điều khiển theo ý mình, dần dần cuối cùng cũng có lúc được có lúc không. Lúc được lúc không. Rồi hôm nay hy vọng là gia đình chúng ta sẽ có được 10 triệu đồng. Chúng ta sẽ đón nhận thử thách. Quý Linh sẽ đọc lại thử thách cho cả gia đình mình nghe. Thử thách như sau: di chuyển bóng bàn trên thước dây. Bộ đồ cụ gồm một thước dây xây dựng loại 7,5m, cố định chiều dài thước kéo ra là 2,5m. Ba ly thủy tinh cao được đặt trên một bàn theo hàng ngang, mỗi ly cách nhau là 0,5m. Một lỗ bóng bàn. Luật chơi như sau: trong thời gian 1 phút 30 giây, người chơi dùng thước dây để di chuyển bóng bàn vào ly sao cho trong mỗi ly đều có một quả bóng bàn là chiến thắng. Quá đơn giản ha, cứ mỗi cái ly có quả bóng là thắng thôi. Lưu ý trong suốt quá trình thực hiện thử thách, người chơi chỉ được dùng một tay để cầm thước, một tay để đặt bóng lên thước. Trong quá trình bóng di chuyển trên thước, người chơi chỉ được dùng tay cầm thước để điều chỉnh đường đi của bóng, không được dùng tay còn lại để tác động vào bóng. Trường hợp phạm luật là thất bại, dừng cuộc chơi. Tất cả sẵn sàng. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện thử thách này? Em xin đại diện làm thử thách. Xin mời anh Vinh bước lên vị trí. Một phút 30 giây, anh dùng thước để di chuyển bóng vào 3 cái ly là nhận được 10 triệu đồng. Được không anh Vinh? Ok, sẵn sàng. Sau 7 ngày luyện tập, anh thấy mình tự tin bao nhiêu phần trăm? 101% luôn anh Quyền Linh. Chúng ta chúng ta sẽ cho động viên anh Vinh. Anh ơi cố lên nha, để lấy 10 cố triệu. Em ơi cố lên để lấy 10 triệu. Con ơi gán lên nha con. Dạ. Sẵn sàng. Dạ sẵn sàng, nhưng mà sẵn đây em nhờ anh Quyền Linh cầm giùm em cái rổ bóng ha. Tại vì mấy bé nhỏ cầm sợ rớt cái rổ bóng. Tại đây em sẵn em nhờ anh Quyền Linh cầm cái rổ bóng giùm em luôn. Tôi chấp nhận. Dạ à. Cảm ơn anh Quyền Linh. Bây giờ thì tôi sẽ cầm bóng phụ cho anh. Tự tin. Tự tin. Nào. Sẵn sàng. Anh có thời gian là 1 phút 30 giây. Sẵn sàng. Sẵn sàng. 10 triệu hay 1 triệu?
Thời gian dành cho anh Vinh bắt đầu. Rất điêu luyện, bóng đang di chuyển và wow, mới có 10 giây thôi, một quả bóng đã được vào ly. Và bây giờ quả bóng thứ hai, rất kinh nghiệm, tự tin, bình tĩnh và điều khiển thước dây. Cố lên. Tuyệt vời. Chúng ta đã trải qua là 30 giây rồi, được hai quả bóng, anh vẫn còn một phút, thời gian rất là dài. Cứ từ từ, bình tĩnh và wow. Chúc mừng anh Vinh. Anh đã nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Tôi xin trao 10 triệu cho gia đình anh Vinh. Nào bà ngoại, chúc mừng gia đình. Cảm ơn chương trình. Chúc gia đình sẽ có thật nhiều niềm vui. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn Quyền Linh ạ. Cảm ơn chương trình MCV. Dạ. Thưa quý vị, gia đình đệ tử có những niềm vui như vậy đó khi chiến thắng 10 triệu đồng thuộc về gia đình. Chúng ta sẽ có những niềm vui tiếp theo từ gia đình nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.